Chào mừng các bạn đến với Chu Vi Hair Station, đại diện chính thức cho nhãn hàng Chu Vi Baro Hàn Quốc tại Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ với Chu Vi Hair Station trong thời gian qua. Nhằm tri ân khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại Chu Vi Hair Station, chúng tôi có các chương trình khuyến mãi. Chỉ với 280k, các bạn có thể hưởng những gói combo ưu đãi sau. Combo 1 gồm uốn phồng và cắt tạo kiểu. Combo 2 gồm nhuộm và cắt tạo kiểu. Combo 3 gồm duỗi, ép và cắt tạo kiểu. Tất cả các dịch vụ trên đều được áp dụng từ ngày 2 tháng 1 năm 2017 đến ngày 26 tháng 1 năm 2017. Khi các bạn sử dụng các gói dịch vụ trên, sẽ được trải nghiệm các dịch vụ đi kèm như rửa mặt sáng da sạch bã nhờn với sữa rửa mặt được chiết xuất từ thiên nhiên của Chu Vi, massage mặt, tai, gáy với tinh chất nha đam của Chu Vi Natural All-in-One, tư vấn tạo kiểu tóc theo khuôn mặt, cắt tóc bởi các stylist giàu kinh nghiệm, cạo mặt êm ái và gội xả kỹ càng, cũng như được sử dụng miễn phí các sản phẩm sáp và gôm tạo kiểu cao cấp của Chu Vi. Đặc biệt, khi các bạn trải nghiệm các gói dịch vụ này sẽ được tặng ngay Chu Vi Volume Work hoặc Chu Vi Signing Work trị giá lên đến 330k. Hai dòng sản phẩm này có tác dụng dưỡng tóc và pre-styling trước khi tạo kiểu. Đặc biệt, sản phẩm thích hợp cho những mái tóc uốn phồng đem lại cho mái tóc độ tự nhiên và giữ nếp lâu dài. Mọi thông tin chi tiết các bạn xem ở dưới video hoặc tại fanpage. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chu Vi Hair Station. Chúc các bạn một năm mới bình an.